Mặc dù đã có nhiều bài viết lẫn có những clip nói về việc tại sao đế chế Tao lại còn sống sót đến hiện tại trong cái hố đen đầy bạo lực Milky Way này, nhưng qua mấy ngày vừa rồi cộng đồng của chúng ta lại dậy sóng vì quan điểm là đế chế không thể chinh phục được Tao và chỉ thắng nhờ sự đốt quân lực đặc thù của nhân loại rồi hòa hoãn trong trận chiếm đóng vịnh Damocles. Vậy họ đã chiến thắng thuyết phục hay chỉ dựa vào may mắn? Hãy cùng tìm hiểu trong số này nhé các anh em. War on! Đế chế Tao sở hữu một tốc độ tiến hóa về mặt kỹ thuật, công nghệ và quân sự cực kỳ nhanh. Việc sở hữu một mối quan hệ liên minh và cộng hòa với các chủng tộc khác là Greater Good khiến cho việc phát triển của Tao gần như không thể bị cản trở, thậm chí còn được hợp tác cùng rất nhiều chủng tộc như Groot, VSP, Tan Elian, thậm chí cả sự hậu thuẫn của con người đồng thuận kết giao. Điều này đã bù đắp được hai yếu điểm chết người của Tao, đó là yếu cận chiến và nhân lực không dư giả. Đấy là còn mang tiếng là chủ nhân của hơn 100 tinh cầu đấy. Và 6 lý do dưới đây sẽ khiến Tao sống sót được ở thế giới này theo quan điểm của tớ, đương nhiên là sẽ có liên hệ đến thực tại đấy nhé. Bắt đầu thôi. 1. Về kích thước bù mật độ dân số. Nếu bạn nào đam mê về lịch sử thế giới của chúng ta sẽ hiểu được quy luật rất đơn giản này. Lãnh thổ mạnh mẽ không làm nên một đế chế mạnh mẽ. Đế chế La Mã đã dạy chúng ta điều ấy. Việc có nhiều lãnh thổ đồng nghĩa với việc bạn cần nhân lực lớn và tài nguyên lớn để bảo vệ. Và việc đế chế Tao đang quay qua anh hơn 100 tinh cầu của mình chắc chắn sẽ dễ dàng tham chiến và điều động quân lính một cách linh hoạt và lợi dụng tốt lợi thế sân nhà. Và như một vị hiền nhân nào đó đã từng nói, một mê cung quen lối luôn tốt hơn một con đường xa lạ. Tiếp theo là luận điểm số 2, sự linh hoạt một cách khéo léo của Tao. Điều này nói ra chắc chắn tôi sẽ bị ăn nhiều gạch đá, tuy nhiên thì không thể phủ nhận rằng Tao triển khai đội hình hiệu quả hơn đế chế một bậc. Nếu như xem qua clip nói về Imperial Guard của tớ thì các bạn có thể thấy để việc ra lệnh từ Lord Commissar đến chỉ huy từng trung đoàn là cả một quá trình. Bộ máy hành chính thì chậm chạp, đường dây thông tin thì nếu không có các sự tham gia của các Astrat thì gần như các trung đội bên sâu trong lòng địch phải tự do tác chiến. Còn ví với phe Tao, thì không khác gì việc coi đế chế là một công xưởng sẵn sức người, còn Tao là một nhà máy hầu hết là các linh kiện hoạt động rất trơn tru vậy. Họ chỉ huy rất nhất quán bởi các Ezraian và các Captain. Đế chế coi sinh mạng như những viên than và sẵn sàng ném sinh mạng nhân loại vào miễn là nó làm đối thủ cháy bùng đến kiệt quệ. Với tình hình nhân loại hiện tại thì điều đó rất đúng đắn vì họ vô cùng dồi dào nhân lực. Tao nhỏ bé nên sao mà làm thế được, để vận hành được Tao như trận vịnh Damocles là phải cần sự chuẩn bị một nhóm hành tinh lực lượng hỗ trợ lớn hơn các mũi tấn công của Tao, đó là điểm then chốt của sự linh hoạt này. Tiếp theo là về mặt công nghệ, kinh tế và chiến thuật quân sự. Thế mới nói, sức mạnh của đồng tiền ảnh hưởng đến cục diện của một cuộc chiến như nào. Trên trận đánh Damocles, nhân loại đã rất thành công khi chiếm đóng được rất nhiều chốt phòng thủ của Tao bằng quân số áp đảo và sự bất ngờ. Nhanh chóng bộ binh của nhân loại đã tiến sâu vào lãnh thổ của Tao. Nhưng cũng chính từ lúc đó trở đi, Tao đã quyết tử ở Dan ITH Prim. Họ sử dụng lợi thế cơ động chiến lược, một khía cạnh rất quan trọng trong bất cứ chiến dịch quân sự nào. Để nói đơn giản thì trận đánh này đã lột tả được cách đánh của hai bên. Nếu như Imperial là chiến tranh thế giới thứ hai, họ tin tưởng vào lực lượng bộ binh và pháo binh đông đảo cùng với các trụ xe tăng và lực lượng đặc nhiệm được cơ giới hóa ở một mức độ nào đó, thì Tao lại áp dụng chiến thuật chiến tranh hiện đại. Họ sử dụng đội hình linh hoạt và chiến thuật vũ trang kết hợp được hỗ trợ nhiều bởi khí tài hiện đại. Mỗi người lính Tao đều được bảo vệ vô cùng chắc chắn bởi trường lực tân tiến và tung ra hỏa lực rất lớn nhờ khả năng du kích. 3 mũi tấn công chiến thuật của nhân loại đều có khắc chế cứng. Titan Legion thì bị tàu khu trục Manter dữ dội công kích. Bộ binh hạng nhẹ của trung đoàn súng trường Lach Asan của Aster Milit Erem lợi dụng tình huống để tiến công thì bị các nhóm Groot trên đỉnh của các tòa nhà dội đạn và bắn tỉa. Còn các Space Marine thì được các người lính tinh nhuệ kỳ cựu nhất của Tao giao chiến. Biết là không thể thắng những chiến binh được biến đổi gen và không sợ chết, họ chuyển sang chiến thuật đánh du kích, tấn công vào ban đêm và rút trước khi trời sáng. Nhanh chóng đế chế bị cầm chân vô cùng nặng nề,
đó là một ví dụ tuyệt vời về câu nói, kẻ mạnh nhất chưa chắc là kẻ chiến thắng, sức mạnh chưa chắc đem lại hiệu quả. Thứ 4 là sự hiệu quả. Đúng vậy, tao hiệu quả đến từng người lính, sự hiệu quả của tao làm tôi liên tưởng đến chiến tranh Việt Nam vậy. Mỹ ném hàng chục ngàn tấn bom xuống Việt Nam nhưng hiệu quả để tiêu diệt một nhóm quân lực nhỏ lại vô cùng thấp. Tuy nhiên biệt kích Việt Nam với số lượng lính ít ỏi nhưng lại có thể đặt mìn sân bay Tân Sơn Nhất, quấy rối đến mức làm kiệt quệ pháo đài bất khả xâm phạm điện phủ. Đây thực chất là cách hoạt động của tao. Họ thu thập thông tin, quan sát cách di chuyển của đế chế và lập kế hoạch, đảm bảo rằng sẽ tấn công vào gót chân Asin của Imerium vào thời điểm thích hợp nhất. Một đế chế non trẻ với kinh nghiệm chinh chiến hạn chế khiến tôi cũng phải ngạc nhiên về điều đó. Ví dụ như cách tao sử dụng hạm đội máy bay. Dù phải đối mặt với những lực lượng dày dặn kinh nghiệm trong việc kiểm soát bầu trời của đế chế, nhưng tao từ trận mở đầu đến trận cuối, họ biết mình phải làm gì. Còn phe đế chế, hãy nhớ là không binh Imerium được điều khiển bởi các binh sĩ hải quân Imerium chuyên làm chủ quỹ đạo chứ không phải do lục quân làm chủ. Đế chế sẽ luôn dồn lực lượng vô hiệu hóa các hạm đội ngoài không gian trước rồi mới xử lý những máy bay trong quỹ đạo. Vì vậy chỉ cần đốt cháy cả bầu trời trước khi quân tiếp viện của nhân loại rảnh rỗi là tao đã thắng trên không chứ có gì đâu. Và tao đã làm DC điều đó, họ đã chứng minh rằng một con dao mổ gà cũng có thể giết một con trâu, miễn là bạn hành động đúng lúc. Thứ 5 là Iomin Able Intelligence bị cấm trong Imerium vì sự nổi dậy của các Men of Iron. Tuy nhiên, tao non trẻ đã thấy lợi ích mà ai mang lại nên y vẫn khá trọng dụng nó trong nhiều việc. Bởi có ai mang lại nhiều lợi thế to lớn, đơn giản vì máy móc là vượt trội, tiết kiệm tài nguyên và hiệu quả hơn nhân lực nhiều lần. Tao sử dụng AI trong khoa học, đời sống, thậm chí là cả tham gia chiến tranh nữa. Các máy bay không người lái hỗ trợ hỏa lực, hệ thống tự động chiến đấu trong các bộ sút hiện đại chỉ riêng thế thôi cũng đủ khiến tao có thể kiểm soát khu vực lớn hơn số nhân lực họ có mà không cần. Viện binh, thậm chí trần tục đến nỗi người tao có hover tanks có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào để tránh tổn thất nhất trên xe. Hệ thống radar của AI có thể dự đoán được các cuộc dội bom từ quỹ đạo chết chóc của nhân loại. Kiểu này thì bản thân tôi còn nghĩ tao phát triển cả được một loại giáp gọi là plat armor cho các ai. Luôn ấy chứ, vừa tránh đạn, vừa tự động ghim tâm chuẩn xác để khai hỏa, vừa tự động di chuyển. Gần như ai đã làm tao suýt soát gần đến mức thú vị đối với đế chế. Tại sao lại vậy? Sáu, họ biết lúc nào cần va chạm và tránh né. Đúng vậy, điểm mà tao gần như không thể khuất phục hay né tránh đó là các Space Marine lì lợm và không sợ chết. Hai bên đều sở hữu các bộ giáp siêu cường rất chắc chắn nhưng tôi khẳng định Power Armor sẽ linh hoạt và dày dặn hơn Power Suit của tàu Warrior. Điều này được chứng tỏ khi đầu của một anh Space Wolf đập mạnh vào bộ suit của tàu khiến bộ giáp móc méo nghiêm trọng. Chưa kể đến khả năng cận chiến của Space Marine thì khỏi phải bàn clip. Chỉ riêng sự đánh giá tình hình khôn ngoan này đã tỏ ra tao hoàn toàn xứng đáng thắng trận chiến ở vịnh và gieo cho chúng ta hy vọng về một chủng tộc non trẻ nhưng vô cùng khéo léo và tài năng. Cuối cùng, như các bạn đã biết, Game Workshop có một thị trường rất lớn bên châu Âu và thậm chí những cầu nối ra ngoài Nam Châu của hãng cũng từ những người châu Âu và Mỹ. Dĩ nhiên là nhiều người không thể hiểu được văn hóa châu Á, lối đánh du kích, tinh thần nhân từ, nhân đạo trên chiến trường, với những quốc gia hùng mạnh và lòng tự tôn cao. Điều đó làm họ trở nên lạ lẫm và trận đánh này đã nổ ra như một bài toán phi logic. Một tao nhỏ bé thắng Imerium, Plat Armor, con cưng, rất nhiều tiếng xấu khác. Nhưng là một con dân Việt Nam tôi lại có ý kiến như này, chúng ta cũng giống tao một đất nước nhỏ bé. Nhưng ý chí chúng ta thì không hề nhỏ bé chút nào, cha ông ta đã từng đánh thắng Mỹ, Pháp, những quốc gia mà đúng với ý của câu, một cái nhún vai cũng làm đất nước ta sụp đổ, nhưng chúng ta đã chiến thắng đó thôi, điều này làm tôi nhớ đến trận vịnh Jamoclus của tao. Và hơn ai hết tôi hiểu tại sao họ đã chiến thắng, họ thắng vì họ bảo vệ quê nhà của mình,
họ thắng vì tương lai của cả một dân tộc nhỏ bé không được thua. Họ thắng bởi vì đây là một trận chiến chính nghĩa. Và chính vì vậy họ đã thắng một cách rất xứng đáng. Tóm cái váy lại, tao quả thật là chủng tộc thú vị và khá bất ngờ nếu xét về mặt lo và lịch sử. Rất ít chủng tộc khác sẽ chống lại một lực lượng hùng hậu của đế chế đến vậy. Còn về ý kiến bên kia, liệu tao có thật sự có khả năng mở rộng lãnh thổ ra khắp thiên hà để rồi ngày nào đó là đối trọng với Imerium hay không? Hãy cùng tớ đón xem ở số sau nhé. Và đó là 6 lý do tại sao tao chiến thắng và sống sót sau cuộc thập tự chinh vịnh. Damocles. Clip sau sẽ nói về tại sao tao lại là chủng tộc bị ghét trong Warhammer 40K. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Scientta 40K. The Emperor Protect You. Peace.